Trước những thông tin về hiện tượng người dân tích trữ hàng hóa thiết yếu do lo ngại dịch bệnh virus corona nCoV, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất một số siêu thị, trung tâm thương mại nhằm đánh giá tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng. Đoàn kiểm tra ghi nhận tại một số siêu thị khu vực Hà Nội như Big C, Sài Gòn Coop, Vinmart, lượng hàng hóa thiết yếu, nhu phẩm, lương thực, thực phẩm vẫn đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân, sức mua cũng tăng hơn nhưng không có hiện tượng đổ xô đi mua hàng về tích trữ. Các siêu thị đều cam kết đủ hàng để cung cấp. Chỉ đạo của Bộ Công Thương thì Vinmart cũng hoàn toàn bình ổn giá trong tất cả các khoảng thời gian cho là cao điểm. Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá bán trước đó, không có thay đổi so với lại thị trường. Tất cả các mặt hàng bán trong siêu thị chúng tôi đều có lên cái dự phóng trước và các nhà cung cấp sẽ đảm bảo hàng hóa chúng tôi. Vì thế chúng tôi thường không bị thiếu hụt hàng trong những cái thời gian cao điểm. Người tiêu dùng thì hãy bình tĩnh bởi vì là các đơn vị bán hàng thường là sẽ có những cái dự phóng về hàng hóa trước rồi. Vì thế sẽ không có cái sự khan hiếm về hàng hóa. Họ hãy yên tâm và mua sắm và đảm bảo sức khỏe của mình là tốt nhất. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các hệ thống phân phối tăng cường xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, đẩy mạnh kết nối tìm nguồn hàng cần trong mùa dịch, tham gia tích cực, chủ động tiêu thụ những mặt hàng nông sản đang ứ đọng chưa xuất khẩu được. Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vào cuộc trong việc kiểm tra việc thực hiện văn bản này và có báo cáo nhanh hàng ngày về Bộ Công Thương, trong đó có báo cáo về 13 nhóm hàng thiết yếu, 3 nhóm hàng phục vụ công tác phòng dịch. Thực hiện cái chỉ thị của Bộ trưởng, trong chỉ thị đã yêu cầu vụ thị trường trong nước phải đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu sau Tết cũng như là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh. Về việc này thì Bộ Công Thương, vụ thị trường trong nước đã có hai văn bản chỉ đạo. Một là chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước và Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị hàng hóa, xây dựng kế hoạch hàng hóa, dự trữ hàng hóa và đảm bảo hàng hóa trong hệ thống siêu thị và hệ thống chợ trên địa bàn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt là Sở Công Thương là đầu mối phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là các cơ quan quản lý trên địa bàn của các tỉnh, chúng ta chuẩn bị đảm bảo cái nguồn cung hàng hóa cũng như là dự trữ hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu và rau củ quả để phục vụ người tiêu dùng trong thời gian tới. Để đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã lập đường dây nóng với số điện thoại 091 579 7512 để tiếp nhận thông tin, có hướng xử lý kịp thời nếu phát hiện có hiện tượng găm hàng, đầu cơ, thổi giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp phân phối đẩy mạnh đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân với giá hợp lý. Hiện các hệ thống phân phối lớn đã cam kết không những đủ hàng mà còn giữ mặt hàng bình ổn. Cùng với việc phân phối tập trung, một số siêu thị sẽ đẩy mạnh bán hàng thông qua phương thức thương mại điện tử, cung cấp hàng hóa đến tận nhà để hạn chế người dân đến chỗ đông người.